Tần Nguyễn đã tự do tài chính và tự do thời gian. Tần Nguyễn rất muốn truyền cảm hứng cho các bạn để đạt được tự do tài chính và tự do thời gian. Tần Nguyễn đang ở Mỹ, đang ở Hoover Dam, một trong những kỳ quan của nhân tạo của thế giới. Và tự do tài chính, tự do thời gian là hoàn toàn làm được. Tôi cũng rất muốn giúp cho bạn làm được điều đó. Hãy đến với sự kiện của Tần Nguyễn vào ngày 7-8 tháng 12 năm 2024 tại Hà Nội. Và Tần Nguyễn sẵn sàng giúp cho bạn đạt được tự do tài chính và tự do thời gian để đi du ngoạn khắp thế giới. Tất cả các phong cảnh của thế giới đẹp như vậy, bạn sẽ không bao giờ tận hưởng được nếu bạn không có thời gian. Và tôi muốn nói với các bạn là cho dù bạn có bao nhiêu tiền mà bạn không đến đây biết đó thì bạn cũng chỉ là một kẻ lắm tiền và nô lệ cho đồng tiền mà thôi. Tôi có thể giúp cho bạn tự do về tài chính bằng cách hướng dẫn tạo ra dòng tiền. Dòng tiền dẫn đến tự do tài chính và tự do thời gian. Cổ phiếu tốt có thể giúp cho bạn và tôi sẵn sàng giúp cho bạn tự do về tài chính thông qua kiến tạo dòng tiền về hưu sớm. Hãy đến với sự kiện của Tần Nguyễn. Tần Nguyễn sẵn sàng giúp cho các bạn. Tôi đã tự do tài chính và bạn cũng có thể làm được. Khi bạn ra quyết định, định mệnh được hình thành. Xin chào và hẹn gặp bạn trong các sự kiện của Tần Nguyễn ở Hà Nội 2024 và 2025. Xin chào.